Trong thế giới động vật hoang dã, không có chỗ cho sự khoan nhượng. Một ngày nọ, giữa khu rừng rậm châu Á, hai kẻ săn mồi hàng đầu đã chạm trán nhau, rắn hổ mang chúa và chăn khổng lồ. Xin chào các bạn! Trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn cùng kênh Một Chút Hay Ho sẽ cùng nhau xem qua về trận chiến giữa rắn hổ mang chúa và chăn, hai loài bò sát hung hãn bậc nhất nơi rừng rậm. Liệu rằng loài nào sẽ giành chiến thắng trong trận đối đầu sinh tử này? Rắn hổ mang chúa không chỉ là loài rắn có nọc độc lớn nhất thế giới mà còn được mệnh danh là vua của các loài rắn với chiều dài lên tới 5-6 mét. Loài rắn này sinh sống chủ yếu tại các khu rừng nhiệt đới và đồng bằng ở Đông Nam Á, từ Ấn Độ đến Indonesia. Điều khiến rắn hổ mang chúa trở thành một kẻ săn mồi đáng sợ là ở khả năng kiểm soát và sử dụng nọc độc vượt trội. Nọc độc của chúng không chỉ chứa chất do toxin, độc tố thần kinh mà còn có khả năng phá hủy mô và gây ngừng tim trong thời gian ngắn. Chỉ một cú cắn của rắn hổ mang chúa cũng đủ giết chết một con voi nhỏ hoặc hạ gục 20 người trưởng thành. Đặc biệt, loài này có thể tiêm tới 7ml nọc độc chỉ trong một lần cắn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở rắn hổ mang chúa là tính cách không quá hung hãn trừ khi bị khiêu khích. Chúng thường tránh giao chiến không cần thiết và chỉ tấn công khi cảm thấy bị đe dọa. Đặc điểm này giúp chúng duy trì vị thế thống trị mà không cần quá nhiều cuộc chiến. Trận chiến xảy ra vào một buổi trưa oi ả trong rừng. Khi cả rắn hổ mang chúa và chăn khổng lồ vô tình đụng độ trong một khu vực săn mồi, cuộc đối đầu bắt đầu khi rắn hổ mang chúa nhận ra sự hiện diện của chăn và cảm thấy bị đe dọa. Với chiếc mang mở rộng, đầu ngẩng cao, rắn hổ mang chúa phát ra tiếng rít đe dọa, cố gắng khiến đối thủ sợ hãi. Nhưng con chăn không lùi bước, thay vào đó, nó trườn tới với ý định siết chặt kẻ thù bằng sức mạnh cơ bắp. Cả hai lao vào nhau trong một cuộc chiến căng thẳng, rắn hổ mang chúa nhanh nhẹn né tránh những cú xiết của chăn, đồng thời cố gắng tìm cơ hội cắn vào điểm yếu của đối thủ. Trong khi đó, chăn cũng tỏ ra không hề thua kém khi liên tục dùng cơ thể mạnh mẽ để áp đảo kẻ thù. Chăn, đặc biệt là các loài như chăn gấm hay chăn đá châu Phi, là những kẻ săn mồi không sử dụng nọc độc mà dựa vào sức mạnh cơ bắp. Với cơ thể dài và lực siết khủng khiếp, một con chăn trưởng thành có thể dễ dàng hạ gục và nuốt chửng những con mồi lớn như nai, linh dương và thậm chí là cá sấu nhỏ. Chăn là loài kiên nhẫn và tính toán. Chúng thường phục kích gần nguồn nước hoặc các tuyến đường mà con mồi hay qua lại. Khi con mồi lọt vào tầm ngắm, chăn sẽ lao tới với tốc độ cực nhanh, quấn chặt lấy con mồi và siết cho đến khi nạn nhân không thể thở được. Tuy nhiên, trong trận chiến với rắn hổ mang chúa, sức mạnh cơ bắp của chăn không phải là lợi thế tuyệt đối, bởi dù khỏe đến đâu, chăn vẫn không miễn nhiễm với nọc độc chết người của rắn. Cuối cùng, rắn hổ mang chúa đã tìm được cơ hội và cắn vào cơ thể con chăn, tiêm một lượng nọc độc khổng lồ vào đối thủ. Chăn phản ứng dữ dội, quấn chặt lấy rắn trong nỗ lực cuối cùng nhằm lật ngược tình thế. Nhưng sức mạnh của nọc độc bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể chăn dần yếu đi, các cơ co giật không kiểm soát. Dẫu vậy, rắn hổ mang chúa lại không chọn ở lại để tận hưởng chiến thắng. Có thể do cảm thấy không cần thiết hoặc vì nguy cơ bị thương sau trận chiến, rắn quyết định bỏ đi, để lại con chăn đang dần bị nọc độc hạ gục. Hai kẻ săn mồi hàng đầu, mỗi loài với những lợi thế riêng, đã tạo nên một cuộc chiến đầy căng thẳng và kịch tính. Nhưng như tự nhiên luôn nhắc nhở chúng ta, sức mạnh không phải lúc nào cũng đảm bảo sự sống sót. Rắn hổ mang chúa, dù chiến thắng, vẫn chọn cách tránh xa nguy hiểm bởi chúng hiểu rằng bản năng sinh tồn mới là điều quan trọng nhất. Bạn nghĩ sao về trận chiến này? Hãy để lại bình luận và cùng thảo luận. Đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện đầy kịch tính từ thế giới hoang dã.